Xin chào quý vị và các bạn, trở lại với fanpage và kênh YouTube của Hoàng Giang TV. Hôm nay chúng tôi có mặt tại vùng biển Dốc Lết, Ninh Hòa, quay cho mọi cái sản phẩm mà đất này phù hợp cho chúng ta đầu tư hoặc là nghỉ dưỡng rất là ok. Cái vị thế nó nằm trong ngay khu dân cư hiện hữu luôn mọi người ạ. À. Đường này cũng thông ra chợ này, đó, đường này cũng thông ra luôn. Đó. Ở đây thì nằm tại Dốc Lết với lô đất hướng đông luôn, với mặt tiền rộng 15m, tổng diện tích là 362m2. Đấy. Khu dân cư hiện hữu rồi mọi người, rất là đông đúc ở rồi. Thì vị thế chúng ta là nằm ở cái lô thứ hai hướng ra biển mọi người ạ. À. Trước mặt chúng ta là có một căn biệt thự view biển này. Đó. Mà có con đường ở đến đất chúng ta luôn, hướng là thế này view biển luôn. Đó. Cái này thì ai quan tâm thì tôi sẽ gửi vi cái hình ảnh flycam cho mọi người xem. View ra biển rất là đẹp, vuông vức, mặt tiền 15m. Từ đây thì về thị xã thì khoảng 15km mọi người ạ. À. Nằm trong quần thể khu du lịch Dốc Lết luôn, dọc bờ biển này là toàn khu du lịch thôi. Đấy, rất là nhiều khu du lịch và làng chài dân cư ở. Biển đây thì rất là hoang sơ mọi người ạ. À. Đẹp. Đất thì đã có thổ cư rồi. Sổ hồng, đứng tên cá nhân là Hoàng. Chúng ta có một mặt tiền phía trước và phía sau thì có một con đường mòn. Đấy. Trong khu dân cư hiện hữu luôn mọi người, đẹp lắm. Đó. Ở đây thì về đến cảng của Ninh Thủy thì vào 5km. Đó. Đường này chúng ta đi thông ra đường kia luôn này. Đó. Khoảng 5km là về đến cảng rồi. Khu dân cư đông và cái quỹ đất mà làm khu dân cư Ninh Thủy thì cách đây khoảng 1km mọi người. Nếu mọi người quan tâm Ninh Hòa thì vừa rồi á. Thì cái quỹ đất công bố khu dân cư Ninh Thủy đang rất là nóng sốt. Đó. Cực đẹp luôn. Chúng ta chỉ cách một cái hàng phi lao này, cái lại dãy biệt thự này chúng ta thấy biển rồi đó. Tại vì chúng ta chỉ xây nhà lên tầng 1, tầng 2 không thấy biển được luôn. View biển rất là đẹp. Từ đây mà theo đường chim bay thì ra biển rất vào khoảng 50m thôi mọi người ạ. À. Rất là đẹp. Biển Dốc Lết rất là hoang sơ. Đường này hiện trạng thì rộng khoảng 6m mọi người nha. Chúng ta đi từ cái tuyến đường chính của cái xã này thì đi vào đây khoảng 200m thôi. Đi đây, cua tay phải ra đường chính này, đường nhựa luôn á. Liên thông là xã Ninh Hải này, Ninh Thủy này. Đấy. Và sang tận Ninh Diêm luôn. Hai bên chúng ta là trại người ta nuôi thủy hải sản, nuôi tôm mọi người. Tôm bốt, tôm giống á. Đó. Chứ không có gì vấn đề gì cả. Dân cư rất là đông đúc, đất rất là đẹp. Cô ý anh chị an cư, đầu tư hoặc là nghỉ dưỡng là rất là ok. Đó. Cực đẹp luôn ạ. Giá bán giờ rơi vào 10 triệu mét vuông thôi mọi người. Đất đã có thổ cư rồi, về xây nhà ngay. Đây là một căn biệt thự view biển thì không nơi nào bằng đâu mọi người. Cách trung tâm thành phố Nha Trang chỉ khoảng 50km thôi. Ngôi nhà thứ hai ở vùng ngoại ô á, rất nhiều cô chú anh chị mong ước là vậy. Thì vừa rồi sau khi mà ra thị trường này và tham gia thị trường thì cái quý anh chị mà mua khu vực này nhiều nhất thì là ở trên Tây Nguyên đó mọi người ạ. Họ mua rất là nhiều. Tại vì đang có quy hoạch cao tốc Tây Nguyên rồi, vừa được thị xã Ninh Hòa phê duyệt giai đoạn 1. Đó, nên họ xuống đây mua rất là nhiều. Thì Tây Nguyên xuống đây thì đó, họ nghỉ ngơi tắm biển ngôi nhà thứ hai đó. Rất là ok. Rồi quý cô chú anh chị nào có nhu cầu đi xem sản phẩm này thực tế, xem sổ sách giấy tờ thì liên hệ sớm với Hoàng Giang TV, có số điện thoại trong phần mô tả mọi người nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Bye bye.